Bữa nay thấy bà con có bơm bơm ốc nè, bơm ốc máy ôm sắn ốc nè, bằng inox nè, dành cho gai đấu đứt vô máy xăng nè, đấu vô đuôi máy xăng nè, các kẻ bà con có mấy trăm ngàn cái à. Đó dành bơm tát nha, lượng nước giữ nha. Đây. Dành cho đấu vô máy xăng. Đây bà con gọi bơm sắn ốc qua nó đấu vô đây rồi con. Đó. Để đấu vô máy xăng nha. Đây, nhét vô máy xăng là xài thôi. Rất tiện mà con ơi. Nhét vô máy xăng là xài thôi. Tất cả máy xăng Honda thì xài được nha. Cứ nhét vô là xài thôi bà con. Rất tiện. Dành tất cả máy xăng ha, ống ga là ống vô là 49, ống ga 42 nha. Ống vô sống 49 luôn, ống ga sẽ 42. Rồi bơm tát ra lượng nước giữ nha bà con. Rất mạnh, cho tất cả máy xăng thì dùng được nha. Tất cả dùng máy xăng thì dùng được. Bà con nào có nhu cầu thì alo 0886356707, rất vô rất tiện mà con ơi. Rất rẻ, có vài trăm ngàn cái. Đó là bơm tát nha, bơm này để xa khoảng 100 ngoài mét. Bơm để xa khoảng 100 ngoài mét. Có hệ thống phích trà lên nước không bị nhiễu ngược. Rất im. Rất là mạnh bà con ơi. Tại vì tại sao lại thiết kế được cái niền ở ngoài nữa nên bơm rất là mạnh. Nó có niền ngoài nè, nó niền ngoài thì giữ nước bơm rất là mạnh bà con ơi. Cái quạt 6 lá luôn, bơm rất là dữ. Rất là mạnh. Có găng dặn cho bà con luôn nè. Dành tới dưa tới giường là ok luôn. Bơm inox, này bằng inox rồi con. Chỉ có vài trăm ngàn cái thôi. Xài ngon vô tư luôn, bơm khỏe luôn. Đó là con nào sàn nước nhiều không cần đẩy xa là xài bơm này, nó rẻ bơm nhân thể. Bơm này cũng đẩy đi xa được. Nếu bà con thằng nào không cần để đi xa là dùng cái này. Này bơm nước nhiều. Bơm inox dành cho máy xăng. Bà con nào có nhu cầu alo ha, dành tới rau tới giường cũng ngon lắm nè. Tới nấm gơm đồ, tới ớt đồ, cà cũng ngon. Rẻ tiền, dễ vận chuyển. Nhẹ bơm nhân thể bà con ơi. Con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Tất cả máy xăng cốt thẳng thì xài được, cốt thẳng như này thì xài được. Đây, cốt thẳng như ly phân này vẫn xài được, muốn này cũng xéo. Cốt thẳng là xài được. Đây, cốt thẳng như con này vẫn xài được bình thường. Cốt thẳng là như này vẫn xài được. Con này cốt xéo là xài không được thôi con, nó xài được cốt thẳng thôi. Đây, cốt xéo. Tất cả thì xài được cốt xéo nha, cốt thẳng nha. Rồi, con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.